Như chúng ta biết, với bản chất con người thì cái gì càng đáng sợ, càng bí ẩn thì càng thu hút. Chính vì vậy, xuyên suốt mấy trăm năm lịch sử của các cánh xiếc trên toàn thế giới, người ta luôn muốn săn lùng những nhân vật khác biệt, kỳ lạ mà cũng không kém phần rùng rợn để kiếm bộn tiền cho các cánh xiếc của mình. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1916, một gã lông bông tên Red đã được thuê làm phụ tá quản tượng bởi rắn xiếc Buckwell Famousoe, là một tay mới của rắn xiếc và không có kinh nghiệm huấn luyện thú. Lý do Red được chọn đơn giản là vì hắn cũng biết hành hạ voi bằng gậy huấn luyện thú, một món đồ kinh điển trong các gạp xiếc với móc sắt ở đầu. Red dẫn chú voi diễu hành trèo lên lưng của Mary. Mary là linh hồn của buổi biểu diễn đi đằng trước. Tuy nhiên, một nhân chứng cho biết sau đó Red đã lấy chiếc gậy sắt chọc vào tai của Mary khi nó đang cố gắng ăn dưa hấu. Mary trở nên giận dữ, cuốn Red bằng chiếc vòi và ném ra xa. Sau đó, nó dùng chân giẫm lên người Red. Đám đông trở nên hoảng sợ và bỏ chạy vì thấy cảnh tượng đó. Một thợ rèn đã dùng súng lục bắn Mary. Mary cứ đứng yên, đột nhiên trở nên trầm lặng hơn và thờ ơ với những viên đạn hay tiếng hò hét của đám đông xung quanh. Giết con vòi đó đi, giết nó đi. Chủ của rắn xiếc là Charlie Park đã rất lưỡng lự và cuối cùng cách duy nhất để giải quyết vấn đề là hạ sát Mary ở nơi công cộng. Người ta đã quyết định giết Mary bằng cách treo cổ trên một chiếc cần cẩu khổng lồ. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 9 năm 1916, Mary đã được đưa tới hạt Unicoi, Tennessee, nơi đám đông hơn 2.500 người đang chờ xem cái cảnh tượng dã man này. Khi Mary được đưa đến đường ray, nơi nó sẽ bị treo cổ tự tử, Mary được hộ tống bởi bốn chú voi khác trong rắn xiếc. Những chú voi sẽ dùng vòi túm vào đuôi chú voi đi trước như những gì chúng từng biểu diễn trong các buổi diễu hành. Charlie Park hy vọng sự có mặt của đàn voi sẽ khiến Mary tưng lệnh hơn, nhưng khi sợi dây xích được cuốn quanh cổ Mary, đàn voi đã rống lên đầy đau thương. Charlie sợ rằng Mary sẽ bỏ chạy nên đã chói một chân của chú voi vào đường sắt. Sau đó, Mary đã bị cẩu lên lần đầu và rơi xuống do chiếc cần cẩu bị gãy. Cú rơi đã khiến hông của Mary bị rẫy. Người ta đã thay bằng một chiếc cần cẩu khác và lần này chú voi tội nghiệp đã qua đời trong tiếng vỗ tay và những tràng cười của người xem. Cuối cùng, Mary chìm trong im lặng, bị treo lơ lửng khoảng 30 phút nữa trước khi một bác sĩ thú y đến kiểm tra và thông báo Mary đã chết. Cái chết đầy bất hạnh của chú voi châu Á như một thảm kịch trong ngành công nghiệp xiếc mà đến tận bây giờ, khi nhắc về những màn tra tấn, bạo hành động vật dã man, người ta vẫn không thể quên hình ảnh chú voi nằm tấn bị treo cổ tới chết. Ý tưởng lai tạo giữa con người với tinh tinh để cho ra một sinh vật là một ý tưởng khá điên rồ. Cụ thể, năm 1927, tiến sĩ Ivanov đã đến châu Phi để theo đuổi giấc mơ lai tạo giữa con người với tinh tinh để cho ra Human Z. Khi thực hiện thí nghiệm rùng rợn này, giáo sư Ivanov không tiết lộ đầy đủ thông tin thí nghiệm với các đồng nghiệp vì lo sợ những hậu quả khó lường sẽ phát sinh. Theo đó, nhà khoa học Ivanov đã thực hiện nhiều thí nghiệm để tạo ra sinh vật lai này. Ông lấy tinh trùng của mình cho thụ tinh với trứng của tinh tinh. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không có một con human gene nào được tạo ra. Ngoài ra, nhà bác học này còn tìm được một số người phụ nữ sẵn sàng sinh một human gene bằng cách thụ tinh với tinh trùng của một con tinh tinh. Tuy nhiên, mọi thí nghiệm đều thất bại. Nhưng vào cuối những năm 1960 đến năm 1970, xuất hiện một sinh vật được nhiều người cho rằng là sinh vật lai giữa con người và tinh tinh. Con vật đó có tên là Oliver. Sau khi tiến hành kiểm tra gen, các nhà khoa học trường Đại học Chicago, Mỹ kết luận rằng dù có nhiều nét khác biệt, nhưng Oliver vẫn là một con tinh tinh đúng nghĩa. Sở dĩ người ta tin như vậy bởi con vật này luôn đứng bằng hai chân, nó lại có rất ít lông trên mặt. Vào năm 1977, ông chủ Michael Miller đã giao Oliver lại cho Ralph Jackson, đối tác làm ăn trong công viên giải trí có tên là Anson Villa ở Buena Park, California. Sau khi qua tay vài người chủ vào ngày 2 tháng 6 năm 2012, tinh tinh Oliver được phát hiện đã chết một cách thanh thản trong khi đang ngủ ở tuổi 55. Tháng 12 năm 1976, các nhân viên của hãng phim Universal đến công viên giải trí Novi ở Long Beach, California để quay một tập phim của show truyền hình hành động Người đàn ông 6 triệu đô. Khi đang chuẩn bị trường quay, đạo diễn thấy một con rối treo trên dây thừng không được thuận mắt nên đã yêu cầu nhân viên chuyển nó ra chỗ khác. Khi người nhân viên vừa định nhấc nó lên thì cánh tay của người đàn ông đó bỗng nhiên bị rơi ra, để lộ ra một xác ướp ở bên trong, một cái xác với nhiều lớp phốt pho được sơn chồng chất lên nhau. Sau đó, con gói được xác định là xác của tên trộm nổi tiếng là Elmer McCurdy.
Thân xác của Mark Cody bắt đầu trở thành một vật trang trí kể từ sau khi hắn ta được ướp xác. Người ta đồn rằng một người tổ chức đám ma ở địa phương đã khôi phục xác chết của tên trộm này rồi đem ra trưng bày cho người dân trong thị trấn. Người đến xem sẽ thả một đồng xu vào cái miệng hé mở của xác ướp. Người tổ chức đám ma ấy sau đó moi hết tiền trong đó ra để tiêu xài. Chưa từng có ai đến nhận xác Elmer McCody nên người đàn ông kia đã tiếp tục kiếm tiền trên xác ướp của tên trộm trong nhiều năm sau đó. Những người tổ chức các lễ hội đã có lần đến hỏi mua cái xác nhưng đều bị từ chối vì người đàn ông không muốn đánh mất nguồn thu nhập ổn định. 5 năm sau, vào năm 1915, có hai người đàn ông nhận lại em trai của McCody và ngỏ ý muốn được tổ chức tang lễ đàng hoàng cho hắn. Nhưng thực chất, những người anh em thất lạc của McCody lại chính là người tổ chức lễ hội giàu. Một tháng sau đó, xác ướp của Elmer McCody xuất hiện trong lễ hội ở miền Tây bang Texas. Người ta đem cái xác của hắn đi trưng bày khắp cả bang với cái tên mà người tổ chức đám ma nọ đã đặt cho hắn là tên trộm không bao giờ từ bỏ. Sau đó, xác ướp của Mark Cody xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ một công viên giải trí ở gần Mount Rushmore, trong cổ quan tài mở nắp ở bảo tàng sáp thành phố Los Angeles và trong một vài bộ phim kinh phí thấp. Mark Cody đã được treo ở công viên giải trí Novi trong suốt 4 năm, mãi cho đến khi tình cờ bị phát hiện bởi các nhân viên của show Người đàn ông 6 triệu đô. Vào ngày 10 tháng 9 năm 1945, nông dân Lloyd Olson ở Colorado, Hoa Kỳ đang ăn súp với mẹ vợ và được vợ yêu cầu đi làm thịt gà. Olson chọn con gà chống chọi 5 tháng rưỡi, tên là Mai. Nghiêu chặt không trúng tính mạch cảnh, chặt mất một tay và hầu như giữ nguyên thân não. Mặc dù Olson thất bại trong việc chặt đầu Mai, Mai vẫn có khả năng giữ thăng bằng và đi. Nó thậm chí còn cố gắng gỉa lông và gãi, mặc dù nó không làm được. Khi con gà không chết, ông Olson rất ngạc nhiên. Ông quyết định tiếp tục chăm sóc cho Mai, cho nó ăn một hỗn hợp sữa và nước hoa phiểu, nó cũng ăn một ít hạt ngô. Ngày sau đó, tin tức về Mai lan ra khắp vùng và báo chí địa phương đã đổ về đây để đưa tin về chú gà kỳ dị này. Lloyd còn nhận được thư mời đưa Mai đi vòng quanh nước Mỹ làm một tour trình diễn. Cứ qua mỗi thành phố, danh tính của Mai lại ngày càng nổi hơn. Mọi người sẽ phải trả tiền để chiêm ngưỡng chú gà không đầu này. Giá trị của chú gà này ước tính vào khoảng 10.000 đô, hơn 200 triệu. Mai thường xuyên xuất hiện trên báo chí, gồm cả tạp chí Time và Life. Tuy nhiên, điểm dừng chân cuối cùng của chú trên hành trình là thành phố Phoenix, bang Arizona. Sự tồn tại kéo dài 18 tháng của Mai khiến nhiều nhà khoa học chú ý. Topsy là một con voi châu Á, nặng 6 tấn và cao 3 mét, sinh năm 1875, được nhập lậu vào Mỹ cho mục đích diễn xiếc. Trong 25 năm biểu diễn, Topsy có tiếng là con voi sát nhân do được cho là đã làm chết 12 khán giả, nhưng đây là con số thực tế đã được phóng đại để câu khách. Câu chuyện phổ biến nhất là vào sáng ngày 27 tháng 5 năm 1902, khi một gã sai tên là Blunt đi lạc vào nơi nhốt thú. Blunt ném cát vào mắt Topsy và dí điếu xì gà đang cháy dở vào đầu voi của nó. Topsy nổi điên, quật gã sai xuống đất và giẫm người anh ta nát như tương. Kể từ đó, Topsy thi thoảng lại tấn công những người lạ ở gần nó, nhưng không bị ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào. Danh hiệu con voi sát nhân được quảng bá đã hút rất nhiều khách đến gặp. Nhưng về sau, do kinh doanh thất bát nên người ta bán nó đi vận chuyển hàng. Khi Topsy trở nên bất trị đến mức người huấn luyện cũng không thể kiểm soát nó hoàn toàn, chủ sở hữu quyết định giết bỏ để tiết kiệm chi phí nuôi. Lúc đầu, người ta họp báo và tuyên bố sẽ treo cổ công khai Topsy ở công viên, bán vé 25 xu cho bất cứ ai muốn vào xem. Hiệp hội bảo vệ động vật Mỹ phản đối kịch liệt nên rốt cuộc vụ treo cổ và bán vé không thành. Vào Chủ nhật ngày 4 tháng 1 năm 1903, khoảng 1.500 người hiếu kỳ và 100 phóng viên kéo đến công viên Luna Carolias xem cảnh giết voi. Topsy được cho ăn cà gót chứa 460 gram kali cyanua, rồi giật điện 6.600 V trong 10 giây. Khói trắng bốc lên từ các điện cực, không có âm thanh nào phát ra từ con voi khi nó rụt xuống. Để chắc chắn, sau đó người ta còn siết cổ nó bằng dây tời, nối với một động cơ hơi nước trong 10 phút. Hai bác sĩ thú y lại gần xem xét và tuyên bố Topsy đã chết. Nguyên nhân chủ yếu là do điện giật.